rất là nhiều. Bây giờ không biết còn ai giữ trong đây không? À, không có giọt nước luôn, để sao sửa? Rồi phải sắt vô 2 giờ đêm đó, có ấy đó, rồi có lúc sắt tay, có lúc là dặn mà mấy tiếng hồ mới ba cái vi đó. Trời ơi trời. Sáng nay đó là tôi tối tôi ngủ đây thành ra mắt là mờ luôn rồi. Rồi đây ơi, nước nó nhỏ từng giọt kìa, đâu có nước đâu mà say gì. Xin chào anh chị và cô chú đến với kênh Khám Phá Vùng Quê. Bữa nay em có mặt tại đường tỉnh lộ 873 thuộc địa bàn của ấp Xuân Quy A, xã Tân Trung của thị xã Gò Công. Cái hướng này thì ra quốc lộ 50 về thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái hướng ngược lại thì chạy lên Gò Công Tây rồi lên chợ gạo đâu luôn á. Thì bữa nay mình sẽ tham quan một vùng quê của ấp Xuân Quy nha. Thì mình sẽ chạy vào con đường này. Đường đê bao ngăn mặn Xuân Quy A nè. Ngay cống luôn. Mình sẽ chạy vào đây mình tham quan con đường này. Thử coi khu vực đây bà con sinh sống như thế nào. Khu vực này là vùng ven của thành phố Gò Công nha. Khu vực này là đường qua 10 giờ rất là nổi tiếng của thị xã Gò Công. Bây giờ người ta không còn trồng bông qua 10 giờ nữa. À, anh chị thấy những con đường này anh chị thấy quen quen chưa? Ngày xưa là con đường này rất là đẹp luôn. Bây giờ trơ trụi hết rồi. À, đường qua 10 giờ ở đây. Ở đây là con đường qua 10 giờ thứ hai nè. Bây giờ người ta làm rộng ra rồi. Ngày xưa nhỏ xíu à. Giờ mùa nắng này cũng trơ trọi rồi, không có trồng bông hoa gì được, nước nôi đồ tưới. Nên cũng còn khu vực này nè, người ta đốt rạ, đốt rơm nữa cho nó cháy hết rồi. Mùa này chuẩn bị mưa xuống thì người ta sẽ xạ lúa lại nè. Buổi chiều ở đây mát quá trời mát luôn, bây giờ em đi quay là chắc cỡ 4 giờ mấy rồi anh chị. Em mới đi công việc về á, rồi có thời gian rảnh nè, ghé ngang quay cho mọi người coi. Ở đây kêu bán đất nè, ở khu vực này. Chỗ này hơi thấp hơn đường lộ chút nha, thấp hơn cả mét mấy á. Đây có hớt tóc nè, hớt tóc đầy đủ ha. Ở đây cũng phát triển lắm nha. Đây là vùng ven của thành phố Gò Công à. Đời sống người dân cũng phát triển lắm, chứ không phải như trong nông thôn đâu. Đó, đường xá đẹp chưa anh chị? Nhà cửa nè. Nhưng mà mùa này thì vẫn còn hơi sơ sát một chút. Tại vì cứ mùa khô mà. Ở đây người ta trồng cái gì đây? Nhìn xa quá không thấy. Trong rau mồng tơi anh chị. Thẳng con đường này thì anh chị chạy ra tới quốc lộ 50 luôn á. Một bữa nay mình sẽ tham quan hết con đường này luôn nha. Ở đây 30 tháng 4 rồi người ta sẽ lên thành phố Gò Công rồi. Chuẩn bị, em nghe nói là chuẩn bị bắn pháo bông tới. Khu vực đất đai ở dưới đây thì hiện tại bây giờ cũng rất là phát triển, cũng rất là sốt.
Tuy anh chị thấy đất đai như vậy thôi chứ mắc lắm nha anh chị. Cũng giống như bên Long An vậy đó. Bên Long An thấy đất khô cằn vậy chứ đụng vô toàn là bạc tỷ không à. Ở bên đây cũng tương tự vậy đó. 70 với bên Long An. Ở bên Gò Công này đất thì cũng vài trăm triệu lô thôi à, cũng không có nhiều anh chị. Vài trăm triệu lô thì mình cũng có thể mình mua, mình an cư lạc nghiệp. Có chỗ 300 400 cũng có. Nói chung là 300 mấy trở lên cũng có lô đất để mình an cư lạc nghiệp, rồi mình lấy hộ khẩu của thành phố Gò Công. Mình cho con em mình đi học, hay là mình muốn có một cái chỗ an cư lạc nghiệp. Còn ở chỗ nào nó thuận tiện hơn, nó gần trường chợ hơn thì có thể mắc hơn chút anh chị. Như đường nhựa thế này thì có lẽ là 800 900, rộng rộng chút xíu có tỷ tỷ mấy, 2 tỷ mấy cũng có, giá nào cũng có hết, tùy theo cái diện tích đất nha. Ở đây người ta trồng bông cải rất là nhiều. Từ lúc mà ở đây chuẩn bị lên thành phố Gò Công á, đất đai thì nó cũng hơi hơi sốt lên một chút, giống như nó hơi tăng giá lên một chút nhẹ nhẹ anh chị, chứ không có tăng lắm đâu. Ở đây thì mình có hai hướng. Một hướng chạy thẳng ra quốc lộ 50 hướng này. Còn hướng bên đây thì vô phường 3, phường 4 của thị xã Gò Công. Ở cái hướng này nha. Không biết nên đi hướng nào. Hướng này và hướng này. Theo anh chị thì mình chạy hướng nào? Thôi chắc mình chạy hướng này đi, ra quốc lộ 50 nha. Ra quốc lộ 50 về thành phố Hồ Chí Minh rồi đó. Đường đan nè, có nhiều đường đan mở bự bự không, đường xe 3 tấn rưỡi. Đường này thì nhà nước cũng hình như nâng cấp lên năm rồi hả chị ạ, năm rồi năm trước gì anh chị. Xương đường này nó hơi nhỏ, giờ nâng cấp lên bự rồi, đường xá giờ khang trang, nhà cửa người ta cất nè, làm nhà vườn nghỉ dưỡng đâu quá trời. Dân thành phố đi về đây mua nhiều lắm, người ta mua người ta ở hay là để dành gì đó. Ở đây có căn nhà vườn bự nữa nè, tường cao cổng kính quá, nhìn vô không thấy gì hết. Dân đại gia trên thành phố, đại gia khắp nơi mua đất rồi xong về cất nghỉ dưỡng ở anh chị. Thì sau này người ta chán thì người ta bán thôi, đi chỗ khác. Nói chung có tiền thì người ta chủ yếu là người ta thư giãn. Vùng quê nè. Đó, đẹp chưa? Mát rượi luôn. Đường xá hai bên sạch đẹp không? Đó, trồng bông hoa. Rất sạch sẽ luôn. Khu vực này người ta cũng còn nước nè anh chị, người ta vẫn còn trồng hoa màu rồi thoải mái. Tại nước chắc ở dưới đìa á, ta có đìa là người ta bơm lên dự trữ á. Mùa này mà ai trồng được hoa màu, trồng được rau củ đâu là bán nhiều tiền dữ lắm. Dưa leo gì đâu mà bây giờ mấy chục ngàn một ký.
Mấy cái ai ai trồng được rau củ mùa này là bán là giàu luôn. Tiệm hớt tóc, làm tóc rồi có đầy đủ. Anh chị thấy đất đơn giản vậy thôi chứ đụng vô toàn là bạc tỷ không đó anh chị. À, nhà cửa nè, ở mát rồi chưa, mát ngay ngọn gió luôn. Ở chỗ này nè, mới nghỉ dưỡng, ok luôn. Sân đá banh, đá bóng. Ở đây chạy ra quốc lộ 50 chút xíu nữa tới rồi. Thành phố về là cỡ 45 cây. Thì sẵn đây em cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ em và bình luận rất là tích cực để em có nhiều cái động lực để quay thêm những cái video cho mọi người cùng xem. Rồi, khu vực này đẹp quá. Ở đây có quán nước nè, quán nước sân vườn. Thì em mở cái video này á em mở cái kênh này ra chủ yếu là để trải nghiệm và chia sẻ cho anh chị gần xa xem cho đỡ buồn. Thì cũng có nhiều anh chị vô nói nặng nói nhẹ này kia, cũng có rất là nhiều anh chị vô khuyên cho em có nhiều động lực để cố gắng làm. Thật ra em làm này chủ yếu là để giải trí thôi, giải trí chia sẻ cho mọi người cùng xem thôi, nhưng mà cũng có nhiều người ta không thích đó. Ta vô người ta nói nặng nhẹ này kia nhiều khi cũng hơi buồn chút, mà thôi kệ cũng không sao, thì mình sống cho mình thôi chứ hơi đâu suy nghĩ cho người ta nhiều quá. Nhiều người ta cũng không thích mình đâu, mình suy nghĩ cũng đau đầu, thôi kệ bỏ qua đi, ai không thích thì thôi. Nhiều người thích thì mình vui. Nhiều khi tối đọc những bình luận của anh chị tích cực các em cũng rất là vui. Ở đây là nguyên một cái khu nghĩa địa hả ta? Trời ơi, chỗ nuôi cá kìa. Nuôi cá nuôi mà sao cắm cái bảng cá nuôi mà không có miếng nước nào, sao không cá sống ta? Cạn queo. Giờ không còn miếng nước nào luôn á. Ở đây nguyên khu nghĩa địa nè. Ủa đây là người ta làm hàng rào luôn anh chị ơi. Đất đai giờ hiếm lắm nên người ta làm cái hàng rào luôn. Người ta chặn lại. Đất người ta chặn riêng lại, người ta giống như người ta không cho vô chôn nữa. Người ta né khu nghĩa địa lên luôn. À đây. À, giống như đất chỗ nào chưa có người chôn á là người ta xây cái hàng rào lên luôn, là đất sạch sẽ, xung quanh có hàng rào người ta đâu có lấn chiếm mà người ta chôn được. Ở đây là ấp văn hóa Xuân Quy A. Đây. Đây là quốc lộ 50. À. Bây giờ sẵn em sẽ vòng vô một cái một vòng của thị xã Gò Công quay cho anh chị coi. Thì bữa hổm á cũng có rất là nhiều anh chị yêu cầu em đi quay khu trong thị xã Gò Công. Thứ nhất là đường Nguyễn Trọng Dân nè, là Ao Thiết nè, rồi nhiều chỗ lắm nhưng mà em chưa có thời gian đi quay. Bữa nay em sẵn cái video này nè, em vô em quay cho anh chị coi luôn nha. Ở đây là chuẩn bị tới cầu Sơn Quy.
Cầu Xuân Quy mình qua cầu đó là mình sẽ tới địa bàn của phường 3. Nhưng mà mình không vô địa bàn phường 3, mình sẽ vô mình quay khu vực Lăng Hoàng Gia nha. Lăng Hoàng Gia thì cũng rất là nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang và ở thị xã Gò Công. Lăng Hoàng Gia này thì thời vua chúa người ta ở nên bảo tồn tới ngày hôm nay á. Chị qua cầu này là vừa xuống dốc cầu là tới đèn xanh đèn đỏ đầu tiên là quẹo vô nha. Cầu này cầu Sơn Quy. Thẳng quốc lộ 50 này thì mọi người sẽ chạy qua địa bàn của thị xã Gò Công nè, thì qua địa bàn của Gò Công Tây rồi tới chợ gạo Mỹ Tho rồi chạy qua quảng trường, rồi anh chị sẽ chạy tới quốc lộ 1A. Cái điểm quốc lộ 1A là cuối cùng của đường quốc lộ 50. À, tới đèn đỏ đèn xanh đầu tiên á là mọi người quẹo nha, quẹo cái là vô khu di tích Lăng Hoàng Gia của thị xã Gò Công. Khu di tích này thì rất là nhiều người thập phương người ta đi về đây, người ta viếng rất là nhiều. Mỗi lần đi là người ta đi đoàn á, đi xe mấy chục chỗ đi về đây á, người ta đi vô người ta tham quan. Ở trong trỏng thì còn rất là nhiều di tích để lại, cũng giống như mộ nè, rồi những cái nhà gỗ, rồi những cái di tích còn sót lại ngày xưa, nhưng mà người ta cũng trùng tu lại rất là nhiều rồi. Đây bán chuối chiên nha. Rồi qua chị ơi, mình sẽ quẹo qua đây nha. Quẹo vô anh chị thấy cái bảng phía trước không? Bảng xanh nè. Khu di tích Lăng Hoàng Gia. Mình sẽ quẹo vô cái cổng phía trước là khu di tích nè. Bây giờ này không biết thường thường đi vào đó là phải gửi xe nha. Gửi xe bên ngoài rồi mới đi đi bộ vào, bây giờ không biết có cho chạy xe vô không nữa. À, thấy có mấy bạn trẻ chạy vô nè, ngồi chơi trong đây có rất là nhiều. Ở đây cho chạy xe vô không em? Cho à? Mình sẽ chạy vô mình tham quan nha. À, ở đây là khu di tích nha, ở đây là khu nhà sàn. À, xe vô đây rất là nhiều. Bây giờ không biết còn ai giữ trong đây không? Dạ, con chạy vô đây con quay sơ lược cái à. Dạ. À, là đang đang tu sửa hả chú? Dạ. À, con vô đây con quay cho mọi người coi. Dạ. Ở đây đang sửa chữa cái gì vậy chú? Phòng vệ sinh. À, phòng vệ sinh hả? Dạ. Dạ. À, dạ. À, không có giọt nước luôn rồi sao sửa? Trời ơi trời.
Lại nước nó nhỏ từng giọt kìa, đâu có nước đâu mà xây cuối gì. cùng là thấy Hà Tiên tặng vậy đó, À. cái chương trình này phải không, Dạ. nếu mà sáng ngủ tới 5 giờ là không có một giọt luôn, À, à nước rồi không tối mình xả nước rỉ rỉ từ từ mà cho nó chảy từ từ vậy đó hả? phải phải 2 giờ đêm chứ 10 giờ đêm cũng chưa có giọt nước à. Trời ơi trời, sao khổ dữ vậy Đó, trời. chú ấy già là phải ngủ đây rồi là phải canh là vậy đó, chứ nếu mà À. mình không ấy là làm sao, đó là Dạ. công đức luôn chứ mấy cái chế độ đó là nhiều khi chú phải có nó mà thôi sao Dạ, giờ phải con vô khổ. sớm sớm chút xíu con quay cho mọi người coi. Tại có nhiều người yêu cầu con vô đây quay trong Nhưng đây nè. mà tại vì tùm lum hết đó là với bữa khác đi ha. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Con định đi bộ vô rồi con hỏi mấy mấy cháu bên ngoài á nói cho chạy xe vô. Ngày, ngày chú được nghỉ nữa, ông chủ tịch tỉnh ông có ngày lễ lớn bắt anh làm là phải tính anh 3 công, chứ À. hợp đồng lao động là chú đó, cơ quan đâu có kinh phí À vậy đó chú ký hả? luôn nhưng mà người ta làm nữa không. Dạ. Ủa mà bữa nay lễ nè, người ta nghỉ hết rồi. Thì cả cơ quan đều nghỉ hết, chú Dạ là mà... người trong cơ quan vậy đó, Dạ, chú thôi đẹp con chào đẹp chú nó nha. làm vậy phải không. Dạ. Thôi thôi là dịp khác đi, dịp khác Dạ. nó sạch sẽ hơn, Dạ bây dạ. giờ con quay nữa. Dạ, có dịp Thôi chắc thôi vài bữa nữa nếu rảnh rảnh con chạy vô con quay sơ lược lại cho mọi người coi. Tại vì cái đó nó ổn định cái phía sau ba cái giấy tờ, ôi đã tùm lum mà chú Dạ, ơi, rồi rồi, con trời chào ơi chú xuống nha. bây giờ không có Dạ. cái chỗ mãi mà kia phải bơm nước vậy đó, À, chứ vậy là tối nay phải bơm nước nữa. như không biết ngày này lễ này chú cũng có bạn có bè chú nghỉ phải không, Dạ. rồi nếu mà một cơ là ngủ 5 sáng là khỏi làm luôn, sáng không có một giọt, À. 2 giờ đêm mà nó rí đó, chắc Dạ. chắc thùng vô đó già là chắc từ thùng mà vô 3 cái phi đó, còn có lúc nó chảy rồi canh chú nó làm Dạ. không á, ở trong này chứ làm sao chú không có đặc quyền đâu, À, dạ con phải biết rồi. đúng là cái chuyện đó nó phải là bồi dưỡng rồi cho chú mà cười cười không vậy là được rồi. À. Chứ không bơm nước sao làm, mà đâu phải trách nhiệm chú, Dạ. ông thầu thì ông lãnh rồi ông làm cho ông làm, còn tôi giữ đồ cho ông là cũng may Rồi chứ có rồi, gì đâu, ok, dạ, con chào chú chú nghỉ nha. một lần rồi Dạ chào dạ chú con nha. chào chú, dạ. Ơi vô chúng ngay cái chiều rồi người ta đóng cửa về rồi. Buồn quá trời buồn luôn. Ở đây quán cà phê nè. Ở đây thì mọi người sẽ chạy ra đường này kêu bằng đường văn hóa Lăng Hoàng gia nha. Mọi người sẽ chạy ra tới chợ Gia Cầm luôn. Chợ Gia Cầm ra tới quốc lộ 50 nữa đó. Mấy cái đường này đường nào cũng ra quốc lộ 50. À, bữa nay em sẽ chạy hết đường này quay cho mọi người coi nha. Định chạy vô trỏng quay nhưng mà buổi chiều 5-6 giờ rồi. Người ta tới giờ đóng cửa rồi. Nên không có quay cận cảnh cho mọi người coi được. Ở đây là khu mộ của khu mộ cổ của Lăng Hoàng gia nè. Đó, khu đó khu mộ cổ đó. Chạy vô kia. Nãy định chạy vô đây quay khu mộ cho mọi người coi. Mộ này thời của vua chúa tới giờ. Ở đây nhiều mộ cổ lắm anh chị. Mộ đây mộ cổ ngày xưa tới giờ hầu như là những cái giống như những cái người giàu có người ta mất á, cái mộ người ta làm á là đá thì đá đặc luôn. Rồi nếu mà có xây xi măng á là anh chị bây giờ đập là đập không bể đâu. Nó rất là chắc luôn tới bây giờ theo năm tháng á. Cả trăm năm, trăm mấy chục năm mà bây giờ nó đen kịt luôn, nó nói chung là đập vô là nhán lửa luôn á. Ngày xưa người ta làm những cái mộ mã kiên cố nó chắc dữ lắm. Có nhiều chỗ người ta làm đá đá bằng đặc luôn á. Còn những cái người nghèo thì có mất thì cũng không có quan trọng, người ta chôn mảnh cái nấm mồ đơn giản. Còn những cái nhà quyền quý á, có tiền á, người ta làm cái mã thì truyền đời này qua đời kia luôn cả hàng trăm năm.
vẫn còn tồn tại cái mảnh cái ngôi mộ người ta rất là kiên cố. Ở đây nhà yến giờ dẹp hết rồi, giờ này đâu còn yến đâu, còn để kêu kêu vậy thôi chứ đâu còn yến nào đâu. Yến giờ về vùng khác ở hết rồi. Bây giờ cái vùng này người ta san lấp mặt bằng rồi cây cối rồi người ta dọn rồi, nói chung đô thị quá, yến không còn phù hợp nữa nên nó không còn ở đây nữa. Bây giờ ai lúc trước kinh doanh nhà yến bỏ hàng tỷ vô bây giờ chết đứng hết, giờ có bán lại cũng không ai dám mua nữa. Bởi vì bán lại thì người ta mua mua căn nhà để nằm cái ình chỗ đó thì tốn mấy tỷ, mà hàng tháng đâu có thu nhập gì đâu, và để mấy tỷ đó tao gửi ngân hàng hàng tháng thu nhập cũng rất là nhiều. Đây nhà trọ nữa, đây có bán đầy đủ nè, vừa tươi đồ nước mía đồ. Khu nghĩa địa, khu này là nguyên cái khu nghĩa địa luôn á anh chị. Ở trong nguyên nguyên khu nghĩa địa trong kia có căn nhà người ta ở chung nguyên khu nghĩa địa luôn á. Để em quay rõ cho anh chị coi nè, anh chị thấy căn nhà trong kia không đó, đây là nguyên một khu nghĩa địa luôn, người ta ở trong trỏng luôn kìa, có căn nhà ở trỏng, không biết đi vô được nào ta. Trời ơi vậy mà người ta dám ở hay vậy ta. Ở đây là ngay cái miếu chị thấy không, miếu này miếu bà Chúa Xứ cây giá. Ở đây mộ nhiều, ở đây ta chiên về chôn một đi mộ nè, bên đây nhà cửa người ta nè. Đây người ta san lấp mặt bằng, đất đai khu vực trong đây bây giờ phát triển dữ lắm. Chỗ này quẹo ra cái cua cái là tới quốc lộ 50 rồi. Mương nước ở đây khô ráo hết rồi. Tới cái cua này quẹo nha.
đây có biệt thự bự quá bự nè, đại gia núp lùm ở trong đây. À, phía trước là tới quốc lộ 50 nha. Ngay chỗ cầu này, chứ dưới chân cầu là chợ gia cầm của thị xã Gò Công. Quẹo qua đây. Rồi thì tới đây em sẽ kết thúc cái video nha anh chị. Hẹn anh chị gặp lại những cái video tiếp theo nha.